Ngày xưa có hai cậu bé nghèo tên Thiên và Địa, mồ côi cha mẹ. Tuổi còn nhỏ phải đi làm thuê để nuôi thân. Cải xanh đây, cải xanh đây. Bánh nướng nè, bánh nướng. Cải xanh mới hái nướng bà con ơi, bánh nướng thơm ngon nè, bánh nướng nè, ghé mua nướng nè. Cải đi thứ hai. Cải thằng má con mới nhổ vô đó. Dạ, tiền bán rau của bà đây. Đây, hai hào tiền giao rau của cháu đây nhóc. Bác còn thuê cháu làm gì nữa không ạ? Không, hôm nay thế là đủ rồi. Ê, nhỏ, đem 20 trứng với 5 con gà qua cho nhà trọ, tao trả 3 hào. Dạ. Giao 5 con gà và chục quả trứng phải không? Ơ kìa, trái này gần bể rồi, mày phải đền 2 hào. Không, mày cầm vô rồi, giờ bảo tao làm bể, không tính. Cái gì vậy? Thằng này đem trứng bị bể đến thưa ông. Không phải, cháu không có. Thằng này nó cầm lên rồi nói trứng bể, bắt cháu đền 2 hào. Trừ tiền mày 1 hào, đem ra sau bếp cho tao. Nhưng cháu... Ai biểu mày cho nó cầm vô? Mày lại cố tình làm hỏng đồ của tao để lấy thêm tiền nữa đó hả? Dạ đâu có. Mày khỏi phải chối, tao nghe nhiều người nói lắm rồi. Ra lấy tiền công của mày rồi nghỉ luôn đi. Tao không muốn thấy mặt mày nữa. Đi. Tại mày mà tao ra nông nổi này nè. Ai kêu mày nói xạo? Thì... mày mau xéo đi chỗ khác đi. Chỗ này là của mày chắc? Chứ chỗ này là của bọn tao. Bộ mày muốn ở trong trò này thì phải nộp 2 hào mỗi đứa, rồi chúng tao cho dập nhóm. Cái gì? Trò này là của làng cất, ai cho tụi mày thu phí? Tao có thù đó, làm gì được tao? Không nộp thì lên. Đi đâu? Tao không có tiền. Không cho chú nữa thì tao đi. Chạy đi mét làng hả? Bắt hai thằng này lại cho một chớp. Ê, khoan. Tao đâu có liên quan tới thằng này đâu. Ai kêu mày chú mua chung với nó? Đánh. Chặn nó lại. Đánh nó đi. Mày là thằng ác hại. Mày đứng đó sẽ bị sét đánh đó. Lại đó chú đỡ đi. Sao mày biết đứng đó dễ bị sét đánh? Mẹ tao dạy. Mày có mẹ sao không về nhà đi? Mất rồi. Tao mồ côi. Vậy là mày giống tao. Nhưng sao mày vô làm quán trọ được hay vậy? Tao thấy mày còn biết tính nhẩm cho ông chủ trọ. Lúc còn sống, ba tao có dạy tao mấy chữ với tính toán. Vậy sao mày không làm đàng hoàng để khỏi bị đuổi? Thì tiền lương ít quá, tao nghĩ kiếm thêm được một chút thì đã sao. Hay là từ nay tụi mình kết làm anh em đi.
Nè, tao thì có thể tính toán, tao còn biết ít chữ nữa. Mày thì có sức khỏe nè, chúng ta có thể giúp nhau. Cũng được, tao với mày có thể cùng nhau làm việc và bảo vệ lẫn nhau. Tao thấy người ta kết bái huynh đệ thì làm vậy nè. Mình không có nhang thì mình lấy cỏ. Ủa, sao cọng cỏ của mày đẹp hơn? Đổi cho tao đi. Nè, cũng vậy, chứ có khác gì đâu. Nhưng từ nay mình phải xưng anh em mới đúng. Mày sinh tháng mấy? Tao không biết. Từ khi tao biết chuyện thì tao đã mồ côi rồi. Ờ, vậy tao cao hơn mày, tao làm anh, mày làm em đi. Chúng con là thiên và địa, xin trời đất chứng giám, từ nay kết làm anh em, sướng khổ vui buồn đều có nhau.